Hello, xin chào các bạn nha. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tuân thủ cách nhập code cũng như là tổng hợp lại 16 cái gip code chung mới nhất còn dùng được nha các bạn ơi. Thì đầu tiên là để nhập code được thì các bạn ấn vào cái avatar nhân vật ở đây này, góc trên bên trái màn hình nha. Sau khi ấn vào đây rồi thì chúng ta sẽ có một cái cụm từ là trung tâm người dùng, và nó sẽ hiện ra một cái giao diện trao đổi mã quà tặng. Các bạn ấn vào nhé. Đôi khi thì nó sẽ xuất hiện một dòng chữ ở đây, đó chính là tính năng đổi quà đang bảo trì. Thì các bạn lưu ý là chỉ cần quay trở về màn hình chính, sau đó đợi tầm 10-15 giây hoặc là 1-2 phút gì đó thì nó sẽ hết cái bảo trì đó nha, và các bạn hoàn toàn có thể nhập được bình thường. Và trước khi nhập thì mình sẽ lưu ý cho các bạn là cái gift code thì nó không phân biệt viết hoa viết thường, kể cả cái mã xác minh này cũng như thế. Thì điều này nó sẽ rất là có lợi cho các bạn khi các bạn nhập trên điện thoại ấy, không cần phải đánh in hoa nha, chỉ cần in thường cũng được, hoặc là cái thì in hoa cái thì in thường, bởi vì thường ký tự đầu tiên nó sẽ đánh in hoa đúng không, thì các bạn chỉ cần đánh theo đúng cái chữ là được, không phân biệt in hoa in thường nha các bạn. Gift code đầu tiên là VIP999, gift code thứ hai là Happy999, gift code thứ ba là Super999. Thì có ba cái gift code mà đuôi nó là 999 nha các bạn. Tiếp theo đến đuôi 666 thì có PIC666 này và TITD666, tiểu yêu tầm đạo 666 đấy. Như vậy là đã được 5 cái code rồi nha các bạn ơi. Code thứ 6 là BIC888. Code thứ 7 là PEACH888. PEACH nghĩa là quả đào đấy các bạn. Code thứ 9 là 888TITD nha. Code thứ 9 là BIRD2024, tức là con chim đấy. Code thứ 10 là PIC2024, là con lợn. Code thứ 11 là TOP2024. Code thứ 12 là BIGPIC2024, tức là con lợn to ấy. Trong cái bộ 2024 ở đuôi này thì có 4 cái code nha các bạn. Code thứ 13 là CHA777. Code thứ 14 là TT777 nha. Code thứ 15 là CHI111, tức là cái cây ấy các bạn ơi. Và code thứ 16 là 123TITD. Thì đây là tổng hợp 16 cái code, các bạn nhớ ấn đăng ký kênh thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho các bạn mỗi khi có code mới nha. Còn nếu như bạn nào chưa xem những cái video hướng dẫn tân thủ thì nhớ xem lại danh sách phát hướng dẫn tân thủ tiểu yêu tầm đạo các bạn nhá. Tạm biệt ra đi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.